Hi các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua về sổ code Coco Ba Đen nha. Thì khi mà các bạn có quyền cập vào sổ code rồi á, thì các bạn có lon sổ code về, các bạn có thể dùng GitHub Desktop để quản lý cái sổ code, hoặc là dùng Socrative tùy các bạn thôi. Thì hiện tại mình đang dùng GitHub Desktop. Thì khi mà các bạn bật sổ code lên á, thì hiện tại á, số code đang chạy trên Node.js và dùng MySQL để quản lý database. Thì trước tiên thì các bạn cần chạy lệnh npm install để mà install hết những cái package mà nó cần, rồi sau đó mới chạy npm install xong rồi mình mới chạy npm start nó được. Thì để mà cần start nó thì các bạn cần tạo ra một cái database của riêng mình. Thì mình sẽ tạo một cái database cho riêng mình nha. Thì là mình đang dùng SAM. Mình start cái Apache server lên rồi mình chạy localhost. Localhost thì nó ra như này, rồi mình vào php admin để mình tạo một cái database mới cho MySQL. Lưu ý là cái này chỉ cái này chỉ có MySQL thôi nên mà mình mới tạo ở trên đây nha. Rồi khi mà mình tạo xong ở đây thì mình sẽ qua đây, mình sẽ config nó. Host thì sẽ là localhost, port thì thường thường sẽ là 3306, name thì mình tự đặt cho nó, và password thì mình sẽ tự đặt hoặc là không cần luôn. Thì mình config ở đây xong thì mình sẽ npm start được. Khi mà thấy cái này connected to SQL database và ba cái dòng này thì mình đã start ok rồi. Thì mà để mà mình check ok chưa một lần nữa thì mình thì hiện tại dự án nó dùng là Swagger để quản lý cái mấy cái API á, thì mình cứ lên Swagger gõ localhost 2.port 3000 duyệt API docs, rồi mình vào cái này nên nó lên thì là ok rồi. Thì hiện tại cấu trúc số code là sẽ là như này. File config constant này thì mình không cần để ý lắm đâu. Chủ yếu là bốn file, bốn cái mục, bốn folder: controllers, down, controller này, down này, models và rules. Thì cách nó hoạt động là sẽ là như này. Thì ở cái model á, mình sẽ dùng cái SQLite. SQLite là cái này, dùng cái SQLite này để mình ví dụ trong cái model course khoa học đi, thì mình implement theo cái form của SQLite. Thì trong này nó quy định là có ID, có các trường như này, có các field như này, rồi sau đó mình muốn map với cái bạn nào thì mình model cho map associate, rồi belongs to as many, tùy mình. Cái này là tùy mình thôi, mình làm theo, mình định nghĩa cái model với cái các cái đồ map như nào với nhau thì mình định nghĩa theo cái dự án của mình thôi. Các bạn đọc cái doc của SQLite thì sẽ hiểu mấy cái này. Rồi khi mà mình áp dụng SQLite rồi á, khi mà mình chạy, mình tạo ra một cái database mới rồi, mình tạo một cái database mới rồi thì trong database là chưa có cái bảng gì cả, chưa có một cái table nào cả. Thì khi mà mình chạy npm start á, thì cái SQLite này giúp mình implement cái database mình vừa tạo luôn. Thì trong cái database đó có tất cả những cái bảng gì map như này với nhau, thì SQLite nó làm y chang vậy luôn. Và mình cứ vào database là mình sẽ giống như mình vào course đi, mình vào một cái này thì nó sẽ map như vậy cho mình luôn, mình không cần làm gì hết đó. Đó, đây là cái model. Rồi cái file down down này là viết tắt của data set object. Thì như cái tên nó nói rồi đó,
mấy cái file trong cái folder down này á, thì nó sẽ thực hiện chức năng chính là lấy cái data mình muốn từ cái model mình muốn, giống như như cái const.down.js này đi, thì nó sẽ lấy giống như thực hiện các chức năng giống như là tìm kiếm này, get này, tìm kiếm rồi này, create này, update này, delete này, đó các chức năng chính là như vậy thôi. Còn cái controller á thì nó sẽ phân ra là admin controller là dành cho cái web admin, còn phần còn lại á nó sẽ dành cho app của cô. Thì khi mà controller á, mình sẽ có những cái chức năng chính ở đây, và khi mình cần chạy cái gì access data thì mình cứ việc gọi vào mấy cái file trong folder down mà mình cần thôi, mình lấy ra mấy cái data chính thôi, còn những cái chức năng chính mình sẽ làm ở đây hết, cái controller hết. Thì sau khi mà mình có các cái hàm thực hiện các chức năng chính ở trong controller xong á, mình có xong rồi thì mình qua file rule, rule cũng chia ra admin và coco, admin sẽ chứa trong cái admin này, còn còn lại thì nó sẽ rule ở đây hết. Giống như cái API mà mình có phương thức get thì mình phải chấm get ở đây rồi gọi cái hàm trong cái controller đó ra. Đây, đây là đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó thì tóm lại á là cái model mình có, model mình muốn cái data, lấy data từ trong model ra thì mình sử dụng các file down, và mình thực hiện các chức năng chính thì sử dụng controller. Khi code controller xong thì mình phải đặt rule cho nó. Thì hiện tại trong dự án này có sử dụng Swagger, nhưng mà mình nói Swagger là cái này để mình quản lý các API. Thì khi mà các bạn code xong á thì các bạn phải vào Swagger output.json này và mình định nghĩa tab API để nó được hiển thị lên cái trong web Swagger, để hiển thị lên cái này thì mình phải định nghĩa, thì mình phải định nghĩa ở trong này hết. Ví dụ một cái mẫu nha, đây là cái tên của API này, rồi trong này phân tích get này, rồi tag nó là cái gì, tag là admin role, rồi mình thêm cái description parameter cho nó, response gì. Thì nó có đó, nó có đây thì nó sẽ hiển thị y chang như vậy đó, vậy thôi. Thì đây là Swagger của cái localhost của mình nha. Còn còn khi mà các bạn muốn vào vào Swagger của server test á thì các bạn gõ 35.90 49.27 hoặc 3000 API sẽ, API gạch nó này sẽ là API của server test. Thì khi mà các bạn muốn sử dụng Swagger á, trước tiên là mình sẽ phải login vào để authorize cái này. Giả sử mình login là nhớ đi. Đây, mình sẽ có một cái token như này. Mình phải gọi là peer cắt một cái rồi nhấn copy cái token vô và authorize close. Và khi mà mình authorize á thì mình mới được sử dụng mấy cái API mà có cái ổ khóa này mình mới sử dụng được, còn khi mình không authorize thì không sử dụng được. Giống như mình lấy cái có gì ta, get my profile đi, đó cái ổ khóa mình authorize mới lấy profile của mình được, đó nó mới ra, không thì nó sẽ không ra đâu. Đó vậy thôi. Thì cái một cái lưu ý nữa là các file á config.js này thì đa số là không không nên push lên, để khi mà mình commit á thì không nên commit mấy cái file này.
và packetlog.json nữa. Thì khi các bạn có xong, các bạn put lên hết rồi, các bạn vào đây tạo một request, rồi đợi được một request, rồi được đợi deploy thôi. Trong khi đó thì các bạn phải vào Jira của dự án của mình để mình cập nhật mấy cái trạng thái. Giống như ở đây mình đang in progress cái này, thì khi mà xong rồi á thì mình tạo một request rồi nha, thì nó in review này, in review xong rồi ready for deployment này. Đó, khi mà deploy xong rồi, được thông báo deploy xong thì mình đăng tắt cho nó là ready for testing thôi. Đó, thì đó là tất cả những gì liên quan tới backend mà mình giới thiệu cho các bạn. Còn nếu mà các bạn có thắc mắc gì nữa thì cứ việc ping mình trên Skype hoặc là nhắn lên Skype để mọi người có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.